Tôi nào xin nào, xuân xin cái chung kết nó tươi tươi nào. Vâng anh em đi vệ sinh đi. Cắt cái cầu cái nào. Vâng, em cảm ơn anh Phúc Trần vừa chia sẻ bài viết của game thủ Ron Tễu. Vâng, Pia. Cần thôi. Cần. Pia và Ia Summer. Bên mình Tiếu là người cầm Yamato. Vâng, còn game thủ Alonso là người cầm Persia. Bên kia thì U96 là người cầm Yamato và Summerian là quân của game thủ Dương Còi. Hai trận đấu cầm Summerian liên tiếp của game thủ Dương Còi trong trận đấu thứ 3. Vâng, đóng được không? Không đóng được. Bãi quả chỉ là 6 cây dành cho Ron Tễu. Bảy hiệu đứng cạnh cánh rừng thông ở phía ngoài. Vâng, có cây quả nữa. Đúng, có cây nữa thì bên 6 cây. Thế có 5 cây. Bảy hiệu kia sẽ về nhà sớm. Yamato sẽ đá bảy hiệu kia về sớm. Gỗ đầu thì cũng hơi xa một tí. Đây là màn hình máy của Alonso. Một nền đất là bán sa mạc. Gỗ đầu cũng đang là hơi xa thì phải. Quả đầu hơi xấu. Vâng, hơi xấu nhưng có lẽ rằng sẽ không chậm dân vì nhìn thấy sớm. Và là quan trọng rằng vẫn ăn được những cây quả gần, tầm 4 cây quả gần. Đây rồi. Nào, 4 con à. Cạn lời. Yêu siêu gần nhưng mà. Vâng. Ui giời, 4 thật. Vâng, tôi thấy bảy hiệu siêu gần, tôi đang mừng. Đúng rồi, hiệu 4. Trời ơi. Vâng, bảy hiệu giữa hai nhà nhường luôn. Gần nhau thôi, hai nhà gần nhau. Có cả voi nữa, ok. Mấy voi? Một voi thôi à? Thôi voi đấy thì em ăn đi. Voi đấy, voi của em, nhường cho được voi đấy. Thêm bảy hiệu này nữa. Ờ, nhường hiệu thì được, chứ voi này voi của em. Đây là voi đôi đấy. Đấy, voi đôi tôi biết ngay mà. Tôi nhìn như thế này tôi biết là voi đôi. Bên kia là IA của game thủ 96 và Summer của game thủ Dương Còi. Chào mừng tất cả anh em đang theo dõi live stream trực tiếp của game thủ Michael Tý trong ngày hôm... tôi xin lỗi, Roland Tếu trong ngày hôm nay. Vâng, như vậy là Ron Tễu đã đủ gỗ rồi, không đặt được đâu. Phải đặt chỗ khác. Đây này, chỗ này đẹp này. Và Yamato đang là siêu đẹp, siêu mắc binh. Có lẽ là không cần đi dò nữa đâu. Đủ rồi chưa? Một bầy yêu 5. 4 voi. Tôi nghĩ là đủ rồi. Alonso bên này, quan trọng là Alonso thôi. Vâng, Alonso đang ăn bảy hiệu 6. Vâng, hiệu 7 luôn, tươi quá. Ăn bảy hiệu 7 ở bên ngoài trước. Đây là bài đánh chém và chuyển A sớm đến từ game thủ Alonso. Đấy đấy, bảy hiệu cạnh váy vàng luôn đấy nhá. Ăn S ở phía trên đi, ăn hiệu phía trên nào, ok. To luôn này, tươi này.
Ông như này đến vô 6, vô 7 thì đấy cơ. Cũng đời. Đời rất sớm luôn. Vâng, ông Tết ông Lạc Xì một con hiêu khi cạnh với chiếc bé. Vâng, mang tiếng cho hiêu nhưng cuối cùng vẫn xin một con. Vâng, 10%, bên kia là 14%. Bài map dầu hết. Chết một dân đến từ màu 4. Game thủ U96, người cầm IA. Bài map rất đẹp cho cả 4 game thủ, bên kia ông đều là 14%. BL, BM. BM và BL đóng cạnh nhà chính luôn. 3 dân đóng L đi. Đấy còn ngủ dân này nữa. Tắc các thứ nữa. Vâng, đóng S và đá và hiểu về luôn. Màu 4 chưa lên đời với một việc. Vâng, với một trận đấu chết một dân đến từ U96. Như vậy là người cầm chém bên phía đội bạn cũng không đột biến đâu. Đột vẫn đột biến à? Đánh cùng á? Ia đánh cùng. Tôi lại tưởng Ia đánh chém. Vâng, ngựa giò nở ra. Bật 3 ghe thì mới kín được bãi vàng của mình. Vâng, công giáp luôn, ra ruộng. Bà đình máy Alonso bên này. Đánh thẳng cung. Lực khỏe dành cho Alonso. Tiếp tục đóng A trên dốc. Đây là màn hình máy của game thủ Ron Tếu gặp ai? Gặp màu 8. Gặp đúng hệ game thủ vâng dân Summer luôn. Nâng lại công an. Rồi sóc quân luôn. Tếu báo về là Yamato không lên đời. Vâng, L2 nào Tếu. L2 L. Samurian đang phải để lạc đà ở nhà đại thủ trước những con ngựa chém của Yamato. Nó đang ốp à. Đấy, chém đi tiêu 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 đấy kìa. Rồi, đó được rồi. Vàng thực. Có cái trò.
Tiêu lên bánh xe chưa? Tiêu cố gắng lên cái bánh xe nào. Được rồi, ok. Từ từ tôi đợi công an, nó bắt đầu đi đằng sau này. Đợi tí. Đấy, công an phía sau luôn, dụ nó về Tiêu. Lên dốc đi thì Alonso, lên dốc nhỏ. Tức là bỏ mình công an đi như này à, có ổn không? Để ý về vào bãi vàng, bãi vàng rẽ trái, có bãi vàng, bãi vàng nó về rẽ trái nhá. Để ý về, để ý về, thằng bốn nó sang cứu kìa, mất luôn tâm công an. Còn hay quá, Tiêu đang sổ vào trong nhà màu 4. Bật phải rất hay thì Tiêu. Chém nhanh nào, chém nhanh vào tôm nào. Vâng, tôm này là của game thủ Alonso sẽ đẩy lên nhà màu 4. Đây là Tiêu vào, vào nhanh một tí nào, không vào được, tiếc quá. Màu 4 đang bẻ rất nhanh, nhưng ốp được A đối phương. Bắt cả lỗ được A đối phương. Bay đi, sợ gì. Công 4 giáp 4 dành lại cho con một chén của cầu thủ hơn thôi. Chá làm gì thằng ta luôn. Gặp kìa. Vâng, như vậy là bắt nguyên một tên công an siêu to của đội 4 trên thủ vừa coi. À tôi nói cái thủ 96. Thế trận này vẫn rất khoai thôi, vì quan trọng là Yamato công an nó tiền hơn. Đánh chết 8 đi. 3L của em thủ đô Tễu mà, Yamato cơ mà. Bây giờ thừa thì cứ cho hết. Gặp một 8, bắt là băm luôn. Đây là cái đầu máu đi thường. Các bạn là không có giáp 4 thì phải. Lùi lên dốc đi. Ô, đông công an thế. Yeah.
Chắc chắn là nó đẩy sang nhà ông rồi. Ông bò con mẹ cái chỗ này lại ha ở trong thì là